Chúng em xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì hôm nay cháu em lại có mặt tại nhà ông dì quý ông bà. Cũng khá là lâu rồi cháu không xuống nhà ông. Mấy hôm nay trời mưa nhiều nên là con đường xuống nhà ông bị hỏng hết rồi quý ông bà. Quý ông bà có thể thấy là cái đoạn từ trên kia xuống là bị trôi, xói mòn hết con đường quý ông bà. Và ở trên mặt của ông bà ở đây, ngay trước ở đây là một con đường đi lại khá là vẫn đi lại bằng xe máy bình thường, nhưng mà bây giờ là bị trời mưa, nước lũ to ấy, nên là trôi hết cái phần đường này đi rồi, còn lại mới đá nhấp nhô ở đây thôi chú ông bà, cho nên là xe máy không thể nào đi vào trong đấy được nữa. Cũng mong, cũng may là ngôi nhà được hoàn thành trong xong thì con đường này mới bị hỏng, chứ ngôi nhà mà đang xây dở mà con đường như thế này thì chắc không thể nào chở vật liệu vào trong được rồi ông bà. Bây giờ đang là mùa mưa lũ nên là nước có rất là nhiều. Nếu mà lúc mưa lũ to là chỗ này là không dám đi lại được ông bà. Con đường đi nữa rồi, đó như kiểu là một cái khe nữa rồi nhưng mà ông này chẳng biết là ông dẫn nước của nhà ông hay sao, mà thấy rất ngổn ngang ở đây. Cái này mà ai đi qua trộm đi bán sắt vụn thì coi như là mất coi đúng không ạ? Đây thì đến khi là nó đẹp rồi, cái con đường này. Ở cái chỗ này thì không biết khắc phục kiểu gì luôn, nhưng mà chỉ có thể là có kinh phí thì xây một cái cống to thôi, là làm cái cống ở cái cống đi cầu qua chỗ này thì tốn rất là nhiều chi phí, chắc là không thể nào mà có chi phí để làm được cái cống sang đấy nữa. Chấp nhận là khi nào hết mùa mưa này thì sửa lại xong à lấy cây về thôi, nhưng mà lấy cây về bắt qua để làm đường ô tô nhỏ đi lại thôi. Nhà ơ gì là có khá là nhiều đất với cả nước với đất của chỗ anh ơ gì không thiếu được ông bà. Đây là đường ông biết nhà ông. Nhà ông có một cái ao ở đây cũng khá là to, nhưng mà ông lại không có tiền để mua giống cá để thả với ông bà. Ao trong veo luôn mà bên trong thì không có một con cá nào. Cái này mà có cá thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Cũng khá là lâu rồi cháu Nghiêm không xuống thăm ông, không biết là ông có ở nhà không nữa. Bởi vì mùa này thì mưa nhiều, với cả mùa này là mùa làm ruộng các thứ ông bà, nên là sợ ông, chắc là ông đi làm không ở nhà, hoặc là đi đổi công với người ta ấy, nhưng mà đi lấy công cấy. À, đây là cái ao. Ao này thì cũng cho nước vào trong rồi, nhưng mà chưa thấy con cá nào ở đâu phải ông bà. Nhà ông gì thì làm ao ở đây thì quá là tuyệt vời luôn, bởi vì rất là nhiều nước. Nước à, nguồn nước mắt này là chảy quanh năm luôn đấy quý ông bà. Mùa hè, mùa khô thì vẫn có nhé. Vẫn có nhưng mà sẽ ít nước hơn. À, cháu thấy có một con trâu nhỏ kia, hình như là con trâu hôm nọ à, quyết mang về chăn hay sao ấy, chăn hộ người ta hay sao ấy quý ông bà. Không rồi, thấy bảo là mất trâu đó. Không biết là có phải không. Xung quanh chỗ nào cũng toàn nước là nước, rất là nhiều nước. Chỗ này nếu mà nhà có điều kiện mà ở gần nhà chỗ nhiều nước mới có nhiều đất như ông thì để phát triển kinh tế rất là tốt đúng không bà. Nhưng mà nhìn thấy những nguồn nước của nhà ông gì thì chỉ ước là nguồn nước đấy ở cạnh nhà mình thôi. Còn cái ao này thì ông nọ anh Phương là rắc vôi xong bây giờ là đang tháo nước ra kìa ông bà. Chắc là máy nước có con giống thì mới lại
ngăn nước để thả cá. Nhà ông gì thì vẫn thế thôi, quý ông bà vẫn là sau khi hoàn thành thì có ao, được quý ông bà gửi tiền cho đào ao để phát triển kinh tế. Còn ngôi nhà thì cũng khá là quen thuộc với quý ông bà rồi, bởi vì là từ lúc làm xong thì cũng chưa có gì là thay đổi. Con chó lớn nhanh lắm quý ông bà. Ôi giời ơi, còn biết nhau không đấy hả? Con chó này không sủa đâu, chả biết là khách lạ về nó có sủa không, nhưng mà hay là nó vẫn còn nhớ cháu Nghiêm nhưng là nó không sủa. Con chó này là để trong nhà chắc không ổn. À, ông là dựng cái chỗ này để nấu cám lợn đấy quý ông bà. Ở đây thì cắt còn ở đây khá nhiều, hình như là ông đang xúc cắt chuyển sang bên kia đấy quý ông bà, nhưng mà chưa xúc gì hết. Ông ơi, ông gì ơi, ông gì ơi. Ông là không thấy ở đâu quý ông bà, hay Quyết là đang ngủ? Quyết ơi. Quyết bị sao đấy, cái chân bị sao đấy? Rắn cắn á? Ôi, cắn lâu chưa? Cắn từ sáng nay ra. Thế không đi bệnh viện à? Ông không đưa đi bệnh viện à? Ông nói thôi. Ông bó thuốc cho á? Sao nóng người thế? Có bị chóng mặt gì không? Có. Có á? Ui, thưa quý ông bà, Quyết là bị rắn cắn quý ông bà. Thế ông đâu rồi? Đi rừng làm gì? Lấy thuốc về đắp cho á? Thế thuốc đây không phải à? Ông là chạy lên rừng lấy thuốc đắp cho Quyết hay sao quý ông bà? Ông là không ở nhà. Ông đi đâu chưa? Đi từ sáng hay là lúc nãy mới đi? Nãy mới đi á? Thế bây giờ con bị chóng mặt không? Có. Có á? Con rắn to không? Bằng ngón chân. Bằng ngón chân á? Xem nào. Đây quý ông bà, Quyết là bị rắn cắn sưng hết chân rồi. Hình như là ông là đang lấy thuốc gì bó cho đấy. Sao không bảo ông đưa đi bệnh viện đi? Ông bảo không đi. Không đi á, không cần đi á? Rắn đấy là rắn gì biết không? To to như ngón chân của Quyết á. Quyết là bị rắn cắn người cứ run cầm cập đây. Thế anh cho đi viện nhá. Không á? Sao lại không đi? Ông bảo không đi. Ông bảo không đi á? Bị rắn cắn như thế mà bó thuốc ở nhà, chả biết là ông đi đâu. Điện thoại thì không cầm theo với ông bà, điện thoại thì vứt ở đây không? Ông lên lấy thuốc để đắp cái chân cho á, đắp giờ cho rắn cắn đấy. Ôi, thế sáng giờ đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi à? Còn bị chóng mặt nhiều không? Ít à? Thế đi đâu làm gì mà bị rắn cắn? Đi chân trâu á? Đi chân trâu xong bị rắn cắn. Lần cắn xong ai đưa về nhà? Tự về á? Thế thì chắc cũng là rắn ráo hay là rắn nước thôi quý ông bà thì mới còn về được, chứ còn nếu mà rắn hổ mang hay rắn gì rắn xanh kia thì cắn thì chắc là không còn đường về rồi quý ông bà. Sao không đi ủng bà, không có ủng à? Ủng của Quyết đâu rồi? Để kia mất á? Ôi dồi ôi, lần sau đi rừng phải đi ủng màng nhá, đi chăn trâu ấy, đi ủng mặc quần áo dài nhá. Giờ còn chóng mặt nhiều không? Đỡ hơn nhiều chưa? Này quý ông bà, chân là đang bó thuốc. Chắc là ông gì thì cũng biết một vài bài thuốc ấy quý ông bà, nên là ông nhặt thuốc về chắc là lại đi lên trên giường hái thêm thuốc gì về cho Quyết, đắp cho Quyết rồi quý ông bà.
Thì cháu sẽ ở đây đợi một lúc xem là Quyết có hết sốt hay không, với cả Quyết có đỡ hơn không. Nếu mà không đỡ thì đợi ông về xong là cháu sẽ cùng ông đưa Quyết xuống viện xem sao với ông bà. Bị từ sáng nay rồi à? Đi phải nhìn đường vào chứ. Nó ở trong bụi à? Chân trâu ở tận đông là bị rắn cắn. Dưới kia. Dưới kia. Trâu của ai? Trâu nhà mình hay trâu của nhà người ta? Nhà người ta chăn thuê à? Giờ thì cũng không biết giải quyết sao với ông bà, bởi vì là bị từ sáng rồi thì Quyết cũng đỡ hơn rồi. Chắc là cháu sẽ ở đây đợi một lúc cùng ông về hỏi xem là ông biết rắn gì cắn không, với cả ông lấy thuốc đáp cho với ông bà xem, tí nếu mà Quyết không đỡ thì cho đi viện. Có bị khát nước không? Không à? Rắn cắn mà bị khát nước là nguy hiểm đấy. Rồi, ông lấy cái này buộc cho à? Kể nó buộc đi. Chân xương to hết à? Này, căng hết chân được không bà? Chân chỗ này là bị xương to. Ông mà đi được khoảng 2-3 tiếng chưa? 2 tiếng. 2 tiếng à? Ừ. Chắc là ông lại đi lên giường kitchen kia rồi đúng không bà? Không thấy à? Ngày cháu đi lên từ trên kia xuống thì cũng không thấy ông đâu. Quá nguy hiểm. Rắn cắn như này mà ông ấy không cho Quyết đi viện hay đi đâu đi viện để khám ấy quý ông bà. Cũng may nếu mà rắn độc thì chắc là từ sáng giờ là Quyết không biết gì rồi. Rồi cháu vào xem thì thấy Quyết bị sốt, còn bị sốt một tí, hỏi thì cũng bảo là chóng mặt một tí quý ông bà, chắc là cũng không sao đâu. Thì bây giờ cháu sẽ ngồi đây đợi ông một lúc xem ông về thì hỏi ông xem ông đã đắp thuốc gì rồi. Bởi vì ông gì thì cũng biết nhặt thuốc nam nhiều ấy, nên là chắc là đắp thuốc nam cũng không sao quý ông bà. Chỗ này là ông kế cao quá, chắc là trẻ con hay là giáo nguyên như lại còn khó. Ông gì ơi? Ông gì ơi? Chắc là đi lên trận tình như kia rồi. Chỗ nhà ông thì đằng sau nhà là không bị ảnh hưởng gì đúng không bà? Đằng sau nhà là mưa to nhưng mà cũng không bị sạt lở gì xuống, cũng rất là mừng cho ông là ngôi nhà có một ngôi nhà an toàn rồi. Chả biết là ông đi rừng hái thuốc ở tận đâu để Quyết ở nhà mình, nguy hiểm quá. Mùa mưa với cả ở đây toàn là rừng ấy của ông bà, nên là đi lên rừng thì phải hết sức chú ý. Trước thì có mua ủng cho rồi nhưng mà vứt ở đâu là không bao giờ chịu đi ủng đâu. Quý ông bà dặn bao nhiêu lần rồi, kể cả ông hay là Quyết cũng thế. Đi lên rừng cho đi dép, đi ủng, đi giày ủng vào cũng không chịu nghe. Kiểu hai ông cháu là ở giữa rừng quen rồi, toàn đi chân đất quen rồi quý ông bà. Nằm ở đấy nếu mà bị sao thì bảo anh nhá, chóng mặt nhiều thì bảo anh nhá nhá. Giờ cháu sẽ ở đây trông Quyết đến khi nào ông về thì mới dám về rồi quý ông bà, chứ bây giờ bị rắn cắn như thế mà ở nhà một mình, tí mà bị sao thì chả có ai ở cạnh ấy. Kia sang đây để hay sao nhưng mà cho đỡ vướng. Ôi con lợn đâu rồi? Con lợn của ông là mọi khi là phế thả ở đây nhưng lên tít trên kia ngủ. Dưới con lợn của ông lại chửa rồi cơ ông bà. Chắc là mấy chốc nữa là lại có lợn con rồi, nhưng mà
vẫn chưa thể làm được chuồng với ông bà. Anh Sơn cũng bảo sắp tới chuẩn bị làm chuồng cho, làm chuồng lợn với cả chuồng dê cho nhà ông. Chỗ này thì chắc là làm chuồng lợn ở đây, là thấy chuyển cắt vào đây. Con lợn này làm gà này ông chăm được béo hơn rồi đấy, béo hơn với cả là đang chửa. Con lợn này chắc chắn là đang chửa rồi. Ông gì không thể, ông gì là sống khá là bừa bộn với ông bà, à không phải khá là bừa bộn nữa mà rất là bừa bộn. Đồ của ông thì dùng ở đâu thì vứt ở đấy, rất là chăm chỉ nhưng mà cái gọn gàng thì chưa có. Nhắc rất là nhiều lần nhưng mà đầu thấy là khó lắm. Nhắc suốt rồi, cứ nhắc được vài hôm thì ông lại quên đấy. Cứ đồ thì làm đâu vứt đấy, không thấy gọn gàng gì. Xe rùa ném mở xong là ném tung tông cả đây. Đây là có thêm một con chó béo nhé. Ui, con chó này đuôi như kiểu đuôi con chuột đấy, bị ghẻ rồi. Con chó này bị ghẻ rồi Quyết ạ. Như con mèo, nhìn như con mèo. Con này là con chó đực, một con chó đực, một con chó cái các bạn. Nãy giờ cháu ngồi đây đợi được hơn tiếng rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ông về với ông bà. Bây giờ cũng gần 5 giờ hơn rồi mà ông đi lấy thuốc ở tận rừng hay sao ấy, vẫn chưa thấy về. Quyết đây, còn đỡ hơn chứ hả? Còn đói không? Không đói á? Nếu đói anh nấu cháo cho ăn nhé. Ăn cháo không? Không ăn cháo à? Sáng giờ ăn cái gì chưa? Ăn rồi á? Đỡ sốt hơn rồi ông bà. Khát nước không? Không khát nước á? Chắc là không sao. Mùi ông bó thuốc thì có cả rượu à sao mà mùi nặng đấy. Này, cái chân thì đi vào rừng thì không bao giờ đi ủng nên là bị cây que chọc hết vào chân rồi không bà. Đi chân trâu ấy, chân này bị xương to, bị rắn cắn nên xương to. Rắn to như này Quyết. Cái này chắc là rắn ráo hay là rắn nước ấy. Chứ còn là rắn hổ mang mà cắn vào thì giờ này chắc là không ngồi đây nói chuyện được rồi các bạn. À, sao đây là thuốc bó ấy đúng không? Đây xem này. Đây là ông bó bằng thuốc gì ấy. Cái này cháu không biết được. Ông có nặn máu ra cho không? Không. Nặn máu ra gì? Có đau không? Nó cắn đau không? Không. Không á? Nhìn dạ. Không đói à? Nếu mà đói anh nấu cháo cho ăn? Không. Không á? Chân cái này hình như buộc căng quá. Cái này căng thế hả Quyết? Nới ra tí nhá. Ôi nhưng mà ông đang bó thuốc thì không dám nới ra được với ông bà. Nới ra sợ tí là máu nó lại chảy độc, chất độc nó lại chảy ngược lên trên thì thôi cứ kệ đi. Kệ xem là tí ông về như thế nào. Cái chân này không được. Sao ông to thế? Không đi viện mày nữa bị thối chân đấy. Sợ là rắn độc thì họ cắn không đi hoại tử với quý ông bà. Sau này cắt cái chân này đi ấy. Sợ không? Hả? Hả? Cắt cột đến đây này. Nó bị hỏng chân này. Sợ không? Bây giờ sợ chưa? Biết sợ chưa? Lần sau đi ủng vào nhá. Biết chưa? Lần sau đi rừng phải đi ủng vào không á. Nó cắn cho một lần nữa phải cắt cái chân này đi ấy. Cắt đến đây này, chỗ này nó hỏng không dùng được nhá, gần cắn là nó bị hỏng rồi, nên là phải đi ủng nhá, biết chưa? Ừ. Thế là sáng giờ cứ nằm như thế, cứ dậy đi lại xem được không, có bị chóng mặt không? Ngồi dậy xem nào, ngồi dậy xem nào.
Cái này cắn, rắn cắn thì chắc là không đau đâu, nhưng mà sợ bị chóng mặt thôi. Đỡ sốt hơn à. Này, quyết chào các ông các bà tí đi. Chào các ông các bà. Đỡ sốt hơn đấy. Cái áo thì to, to gấp đôi người. Áo này ai mua cho? Không biết á. Nghỉ hè về nhà là làm việc vất vả, chúc ông quý ông bà. Sáng giờ là cứ nằm thế đợi ông. Đi lại có bị chóng mặt không? Có. Giờ ngồi đây có chóng mặt không? Thế nằm xuống đi. Tí ngồi lâu rồi chóng mặt lại. Sáng giờ ông nấu cơm cho ăn chưa? À Quyết. Sáng ông nấu cơm cho ăn rồi thì đi không mang đèn rừng mà không mang đèn, tí tối về lại không về được ấy. Ông không mang đèn đi à Quyết à? Có à? Chắc là ông đi lên rừng tận trên kia quý ông bà. Ở trên kia thì rất là lạnh và sương mù rất là nhiều. Mà đặc biệt hơn nữa là trên đấy có con vắt rất là nhiều. Cháu Nghiêm thì không dám đi lên trên đấy. Ngày trước à, đi cùng anh A Hầu lên trên đấy tìm ông một lần là bị con vắt cắn. Về sợ xanh mặt đấy quý ông bà. Sợ, cháu rất là sợ con vắt luôn. Nên là đi vào những khu rừng trên kia vào tìm ông thì chắc là không dám lên tìm. Ở bờ ao này thì ông cũng trồng cỏ hết rồi quý ông bà. Trồng cỏ với trồng cây chuối. Cái này thì để cho này có cá, cho cá được. À, đây là cũng là một bài thuốc xương khớp của ông Dĩ đấy quý ông bà. Đây. Vừa rồi à. Vừa rồi cháu vào trong nhà thì thấy ông có một túi thuốc xương khớp ở kia, chắc là thì cháu sẽ mang về bán cho ông luôn. Bởi vì là thuốc ông Dĩ được cái là nhặt thuốc xương khớp đấy rất là hiệu quả quý ông bà. Nhiều quý ông bà mua đi dùng thuốc đấy là toàn mua lại thôi. Bài thuốc của ông thì cũng giúp đỡ được rất là nhiều quý ông bà bị bệnh xương khớp. À, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy lâu năm không khỏi, nhưng mà sau khi dùng thuốc của ông thì thấy quý ông bà cũng phản hồi là thuốc rất là tốt và muốn mua lại. Quý ông bà mà có nhu cầu mua thuốc đấy thì có thể liên hệ với cháu Nghiêm, vì cháu thấy kia ông có một túi khá là to thì cháu sẽ mang về bán cho ông, nếu mà bán được bao nhiêu thì cháu sẽ lại mang tiền xuống cho ông. Cái dây điện này thì không biết là kéo ở đâu ra, chả biết có điện không. Cầm vào tí lại giật cho. Đây quý ông bà, chuyện này thì cũng làm xong hết rồi. Giờ là nhổ mạ. Nhổ mạ xong là cấy rồi. Nhà ông là có tít ở dưới kia nữa, nhà dưới kia là cấy xong rồi. Con trâu của Quyết à, nếu bảo buộc đây mà đi đâu rồi? Ở kia là có ruộng mạ của nhà ông ấy quý ông bà. Ruộng mạ là lên rất là cao rồi nhưng mà chưa thấy ông cấy. Cháu sẽ đi hỏi Quyết xem là con trâu ở đâu. Chứ tí à, ông thì không ở, Quyết thì đang nằm ở đấy cứ ở chóng mặt đấy. Thì sợ tí lại mất trâu của người ta nữa thì lại đường ốm. Hãy
Châu buộc ở chỗ nào ấy, quên. Đi đâu ấy, đi vệ sinh à? Hả, châu buộc ở chỗ nào ấy? Dưới kia có thấy đâu? Không phải buộc ở chuồng à? Đi lại bình thường cả. Đỡ chóng mặt hơn chưa? Nếu mà đỡ hơn thì tốt rồi. Nằm nghỉ ngơi tí đi nhá. Cứ tưởng là châu mất đi đâu. Chắc là giờ cháu sẽ ra lấy châu ra đây buộc cho trước. Còn sáng là tối rồi, không cần buộc cần đâu anh Quyết này. Thích dưới kia. Thế là sáng dán cán xong là buộc châu ở dưới đấy luôn à? Hả? Thưa quý ông bà thì cước thước phim của cháu thì cũng khá dài rồi. Chắc là giờ cháu sẽ kết thúc thước phim và đi xuống dưới kia lấy châu về hộ Quyết, xong là ở ngồi đây đợi khi nào ông về thì xem là ông đắp thuốc gì cho Quyết, với cả xem đến tối xem là Quyết đỡ hơn nhiều không thì cháu sẽ di chuyển về quý ông bà. Cháu cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cháu Nghiêm cũng như là đồng hành cùng cháu Nghiêm để gửi những món quà rất là ý nghĩa cũng như là to lớn đến những hoàn cảnh mà cháu Nghiêm chia sẻ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên gian hàng của cháu Nghiêm thì cháu cũng muốn mở bán một số sản phẩm để khi mà cháu Nghiêm đi chia sẻ hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào mà chưa nhận được sự hỗ trợ cũng như là yêu mến từ quý ông bà thì cháu sẽ trích cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc bán hàng trên gian hàng của cháu để đi mua gạo hay là mua những thùng mì tôm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn thiếu may mắn ở trên vùng cao của cháu. Thì gian hàng cháu bán gồm có thứ nhất là mật ong bạc hà, thứ hai là mật ong khoái rừng. Nhưng mật ong này thì quý ông bà cũng biết là tác dụng của mật ong này thì mình có thể pha với bột nghệ uống để phòng bệnh đau dạ dày, hay là mình có thể cho trẻ ngâm với hoa đu đủ đực để cho trẻ nhỏ uống là trị ho rất tốt, và còn có công dụng như là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén cho bà bầu của ông bà, và còn rất là nhiều công dụng khác. Thứ hai là cháu có bán sản phẩm thứ hai là lá trị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản của ông bà. Khi mà quý ông bà gặp tình trạng là đái buốt, đái rắt mà khó đái, hay là tiểu đêm nhiều lần thì quý ông bà có thể sử dụng cái sản phẩm là thuốc trị sỏi đường tiết niệu này rất là tốt quý ông bà. Sản phẩm thứ ba cháu Nghiêm đang bán và cũng đang được rất là nhiều quý ông bà sau khi mua sử dụng và có phản hồi lại với cháu Nghiêm là sản phẩm này thì có công dụng rất là tốt và được quý ông bà mua lại rất là nhiều, đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì có một cái đặc điểm là ở trên vùng cao chúng cháu mới có, và khi lá này thì bây giờ phơi khô rồi, khi mà quý ông bà mua đi và khi mà pha đun với nước sôi rồi quý ông bà dùng ấy thì lá nó sẽ tươi trở lại nhé quý ông bà. Thì công dụng cái này, lá này là mắt gan này, lợi mật này, giải độc gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Thì cũng rất mong là được quý ông bà ủng hộ. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung video của cháu ạ.